Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo tia nắng trong Photoshop. Đã có một tool mình nói về cái vấn đề tạo tia nắng, thế nhưng mà cái tool đây thì nói về tạo tia nắng dành cho ảnh chân dung là chủ yếu, bởi vì chúng ta sử dụng công cụ để chúng ta tạo ra từng tia một. Thì nó sử dụng cho những cái cảnh có cái chiều sâu cũng như là cái khung cảnh nó tương đối hẹp, còn đối với những cảnh khung cảnh rộng, ví dụ như ở đây chẳng hạn đó, ví dụ như mình muốn tạo tia nắng chẳng hạn, mình không thể nào mà tạo theo cách của cái lần trước là tạo nhiều cái tia thế này rồi đổ màu cái kiểu, không thể, bởi vì có thể các bạn xem ở ngoài thì nó sẽ ra rất là nhiều tia, không 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 chỉ đơn giản là một số tia như vậy. Nếu mà mình ngồi mình vẽ cả ngày chắc là cả ngày mới xong rồi. Đây có một số cái hình đâu rồi, đây như cái này là ảnh thực tế, cái này mình mới chụp hồi Tết. Đó, thì các bạn thấy nó rất là nhiều tia nắng, mà bây giờ mình muốn tạo cái tia như vậy mà sử dụng theo cách mình đã trình bày ở cái tool thứ nhất thì chắc là ngồi vẽ không hết, cho nên mình có cái cách khác, sử dụng một công cụ khác mà chúng ta ít khi để ý tới, đó là con này gradient. Tạm thời mình bỏ cái cũ đi. Rồi ở đây mình có cái stock cảnh, để tạm thời cái này không có mặt trời, mình muốn tạo thêm cái tia nắng vào đấy để lát để chúng ta tạo cái tia nắng nhìn cho nó hợp lý một tí, vì mình có cái nguồn sáng ở đây. Cũng như vậy, các bạn sử dụng stock cũng nên hay là manip gì đó, các bạn có một cái nguồn sáng mạnh hoặc là bị phân tán bởi những cái vật thể, ví dụ như ở đây là những cái đường vân vân, cái góc cạnh của cái núi thì nó sẽ tạo ra những cái nhiều cái tia, hoặc là mây như ở cái stock này chẳng hạn. Thì ở đây mình sử dụng cái núi, ok ha, bắt đầu ha. Chúng ta sẽ click vào đây, new adjustment, chọn gradient. Ở đây các bạn sẽ sử dụng là angle. Cái angle này các bạn có thể hiểu nó giống như kiểu các bạn trang đen ha, giống như kiểu các bạn xếp quạt hồi xưa đó, các bạn gấp bẻ đôi cong lại thì nó sẽ ra cái hiệu ứng bẻ cong như thế này. Nó theo cái này nó sẽ dạng như là những cái đường thẳng đối xứng qua trục, ok. Click ở đây để chúng ta thay đổi ở cái gradient type, thay vì solid các bạn chỉnh thành noise thì nó sẽ ra như thế này đó. Ở cái color mode này chúng ta chuyển lại thành HSB và giảm hết màu lại cho nó ra màu trắng đen. Sau đó bên option này chúng ta click chọn hai cái này luôn, thì tới đây là tương đối nó ra rất là nhiều đường rồi. Lại ha, new adjustment này, gradient ở đây chọn trắng đen cũng được, ở cái style chọn angle ha. Sau đó click lại vào đây, cái gradient type ta chọn noise, nó sẽ ra những cái đường thẳng đồng tâm và chúng ta sẽ đổi nó về trắng đen. Đây mình chọn kênh HSB, đổi kéo cái S về, cái saturation về thì nó sẽ giảm hết màu lại và để lại chúng ta màu trắng đen. Sau đó bên khung option click chọn hai dòng, ở đây chúng ta có thể thay đổi bằng cách bấm vào randomize thì nó sẽ thay đổi cái số liệu trắng và màu đen, màu trắng và tặng cái transpace như đây. Hai các bạn có thể click tới khi nào các bạn cảm thấy vừa ý, mình cảm thấy như thế này là ok, click ok, giữ nguyên cái này ha. Các bạn sẽ click và điều chỉnh nó, đề chuột và điều chỉnh di chuyển nó, ví dụ nguồn sáng mình ở đây mình sẽ để nó ở đây. Rồi, click OK. Tới đây mình sẽ chỉnh là Vivid Light, hoặc là này nó hơi nặng, chuyển lại. Chúng ta có thể chuyển tùy ý.
Ví dụ ở đây mình thấy color đỏ, đỏ. À, đây có thể chỉnh tùy ý, tìm những cái nào mà bạn cảm thấy nó vừa ý nhất, bạn chọn. Như vậy đi. À, nếu các bạn chưa cảm thấy thích, click đôi vào đây và thay đổi. Chọn lại và bấm random tiếp. Rồi, ok. Rồi, ok. Tương đối, đây chúng ta vẫn thấy cái đường biên thì sẽ qua cái layer mask của nó nè. Chọn brush màu đen và bôi tẩy đi những cái chỗ mà chúng ta không muốn nó xuất hiện. Như ở đây mình không muốn nó xuất hiện trên phía trên này nhiều quá. Và phía trên núi này nè. Ít thôi. Tẩy bớt đi. Rồi. Và tương đối đã xong. Nó sẽ cho chúng ta cái hiệu ứng kiểu thế này. Đó, thì như thế này chúng ta sẽ sử dụng nhiều trong cái manip. Sử dụng nhiều trong manip. Khi chúng ta muốn tạo hiệu ứng ánh sáng. Rồi đó. Nó sẽ ra cái hiệu ứng rất là đẹp. Tương tự với những cảnh chân dung, bối cảnh rộng, chúng ta cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên là cái này nó sẽ hơi kén kén stock một chút xíu. Như ở đây là mình sử dụng đây, click ở đây cho các bạn thấy. Cũng tương tự, y chang, không khác gì. Click OK. Và đây mình di chuyển đến khu vực có mặt trời nè. Đó. Click OK. Và nó sẽ tạo ra những cái tia nắng. Đó, các bạn có thể thấy nó sinh động hơn. Nó giúp cho bức ảnh chúng ta sinh động hơn. Đó, ở đây thì có những cái đường này nó chắn ánh sáng thì nó sẽ tạo ra những cái đường tia. Cho nên là chúng ta sẽ phải lựa chọn cái stock sao cho nó phù hợp. Như mình đã nói thì nó tương đối phù hợp cho đại đa số những cái bức ảnh phong cảnh hoặc là ảnh manip. Còn ảnh chân dung thì chủ yếu là chúng ta sử dụng cái cách thứ nhất mà mình đã làm. Có thể click vào cái link phía dưới này để coi hướng dẫn. Nó chỉ có vậy thôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn có thể bấm like và subscribe ủng hộ cho mình. Xin cảm ơn.